chào cả nhà. Thì hiện tại em đang có mặt lại chung cư MP City. Đây là một chung cư cao cấp nha cả nhà. Thì có một người phụ nữ gọi điện cho Thi Lê, nói là có một bé chó muốn giao Thi Lê nuôi dưỡng. Thì bé chó này theo như em được biết thì là một bé chó kiển. Thì vì ở đây là một cái chung cư cao cấp mà bé thì rất bự, bé đâu nghe em nghe nói đâu là tới 40 kg lần á. Thì chung cư này người ta phàn nàn, người ta không cho người phụ nữ này nuôi, nên chị đành phải đem bé đi. Thì khi mà gọi Thi Lê á, chị cũng báo với Thi Lê luôn là phải hỗ trợ cho chị là 8 triệu, bởi bé chó này theo chị nói là rất mất tiền. Còn Thi Lê không cứu thì chị cũng đem ra ngoài chị bán cho những người mua chó dạo, mua chó ăn cắp á, để bán lại tìm chủ á. Thì bây giờ em cả nhà cùng đi gặp người phụ nữ này để hỏi về hoàn cảnh của bé nha cả nhà. Anh là muốn cho em hỏi tòa Titan ở đâu anh? Rồi, cảm ơn anh. Anh làm ơn cho em hỏi tòa chung cư Titan á. Titan hả? Dạ. Titan gì? Thì em biết em đọc đại vậy đó. Đây nè. Trời ơi, chung cư này cao cấp quá cả nhà ơi. An ninh thắt chặt luôn. Vô có vẻ hỏi chứ ghê quá. Như sao đen rồi đó. Chào chị. Cái trường này là trường bự nhất trong Thú Y rồi, vô được chị. Dạ. Là em mới mua trường rồi luôn á, là bự nhất trong Thú Y á. Anh vậy anh ôm lên được không? Dạ em bỏ xuống à. Hả? Em bỏ cái trường xuống. Hạ trường xuống luôn. Xong rồi khiêng lên hả? Đúng rồi. Khiêng là cách làm. Rồi được rồi chị. Cái đó để em làm. Ủa là bé là tên gì chị? Kêu qua đó đặt tên đi nha. Chưa có tên hả? Dạ. Cứ kêu ở nhà hay kêu bun để. Nó hèn không chị? Ôi giờ hèn là sao dọ mõm nó làm chi? Người ta bắt phải dọ mõm. À cái quy định em thấy ở đây chắc khó lắm đúng không? Rất khó, người ta không cho nuôi á. Dạ, thì em nói thiệt chị nha, nãy em vô mà bảo vệ mà nó hỏi em mà hình rồi em chóng mặt luôn á. Nó không cho nuôi, nó chỉ cho nuôi chó nhỏ thôi. Dạ, trời ơi, giờ là mà chị nuôi bé lâu chưa? gần một năm còn em có giờ không phải là không cho... em là bà là bên Thi Lê, tức là ở đây là nói chung là người ta không cho chị nuôi nữa đúng không? Trời ơi tội nghiệp quá, nuôi một năm thứ chơi nhất là không cho nuôi, thứ nhì là mình chuẩn bị chuyển công tác. À thì chuyển công tác mình không có đem theo nữa. Nghe nha con, về nha con, nghe con. Trời ơi thương quá trời à. Mà một năm giờ xong đặt tên cho bé hả chị? Có đặt tên vậy đó, thì bên đó nếu mà muốn đặt tên khác thì không, ý em muốn hỏi cái tên là từ đó nhà chị kêu bé để em biết về em kêu vậy luôn. Hiểu không? Ken thì nói đến Ken đi thì để ngoan quá trời. Ken đi về nha con. Hiền lắm. Dạ em biết mà. Hiền lắm, tên nó có vẻ hơi khờ luôn. Không, cái chỗ này nó hèn mà dòng này nó hèn em biết mà. Đó thấy không, nó vốn người. Dạ. Thì bây giờ để em hạ chuồng xuống ha. Đây Ken đi ba tháo dầu mỏm cho con nè. Ken không cần phải dầu mỏm nữa ha, vô trong chuồng rồi, dầu mỏm chi nữa tội nghiệp con. Rồi nè, chị có lấy lại cái này không? Không tháo cho thoải mái không? Là chính xác là bé bao nhiêu tuổi rồi chị? Gần một tuổi rồi. Mới gần một tuổi đến hôm nay là tháng 10 giờ tháng 9, 10 11 tháng. Nói chung là lúc mình mua thì nó đang nhỏ xíu thì chắc là ta làm
Nói chung thì em nói chị nghe, chị thì cũng chẳng muốn xa bé đâu, nhưng mà cái nhất là hoàn cảnh ở đây người ta không cho nuôi. Cái thứ hai chị cũng sắp đi công tác. Đúng rồi, sắp chuyển đi. Lên mới phải giao Thi Lê. Thôi thì em cũng nghe Thi Lê nói thì bây giờ chị đếm tiền nữa nè. Ủa? À, thôi được rồi. Tự vì tưởng đâu là chuyển khoản. Không, tụi em không có tài khoản nó giữ đếm đi. Em không quay mặt chị đâu, yên tâm. Thì thôi chị cũng nhắn nhủ với bé Kem đúng không? Nhắn nhủ với bé vài lời đi. Em chở bé về nhiều khi nó nhớ chị nó bỏ ăn á. Nói về bên ba Thi Lê nghe là ba Thi Lê rồi nhắn nhủ vài lời chị. Kem à. Bây giờ chào chủ đi, giờ về với ba Thi Lê nào. Tối đi đâu chị? Bây giờ á nó hết duyên với chị. Bây giờ nó tới là cái duyên cái Thi Lê thì Thi Lê sẽ lo cho nó. Cái này đâu phải là chị đi bán cho mấy thằng mà mua chó dạo bán lò mổ hay gì đâu, mà là một cái trạm cứu hộ. Người ta sẽ lo cho bé an toàn, ăn uống và ngủ nghỉ nghe kinh Phật thôi, không có lo điều gì hết. Thôi vậy em cũng cảm ơn chị nha, em xin phép chị nha. Dạ. Ờ nó dễ thương quá hả? Mưa rồi, ướt rồi, ướt á. Để vô nhà ăn nha Bun. Ẩm vô nhà ăn nha. Rồi dụng ẩm đi. Kem ơi. Ờ bạn dễ thương lắm cả nhà. Ờ nhưng mà bây giờ nè, chủ nói là nói chuyện với lại tâm sự với lại Thi Lê là coi như là chủ mua bé là coi như là 40 mấy 50 triệu cả nhà. Đó. Nhưng mà cái vì là coi như là ở chung cư ở Sala chỗ này cái buôn dơ em này buôn à, hai chục cả nhà. Thì cuối cùng thì bé Golden, bé chó nước ngoài cũng đã về tới mấy ấm an toàn rồi nha cả nhà. Bé này coi như là 40 mấy 50 ký luôn đó. Bé chó này là bé chó nước ngoài cả nhà. Thì người chủ có gọi điện thoại tâm sự và chia sẻ với lại Thi Lê. Con bé chó này là lúc trước là mua bên nước ngoài luôn á, mua nhập về luôn á là 45 triệu, rồi chích thuốc thang này nọ nữa, chích ngừa này nọ nữa là gần 50 triệu. Nhưng mà vì cái hoàn cảnh là ở cái khu biệt thự Sala ở quận 2 á, là người ta chỉ cho là nuôi chó dưới 25 ký thôi, chứ trên 25 ký là không có cho nuôi. Nên thành ra là ở cái khu đô thị đó là người ta quản lý, người ta không có cho nuôi. Thì chủ của bé định mang bé bán cho mấy cái chỗ mà ai muốn mua thì mua, nhưng mà chủ chỉ suy nghĩ lại sợ là bé bị giống như là người ta nuôi người ta không có tốt với bé, người ta hành hạ bé, rồi nhiều khi người ta ăn thịt này nọ nữa. Thì người ta chủ mới nói là để lại cho Thi Lê là 8 triệu. Thì cũng may phước là cũng có quý ông bà của chú anh chị Mạnh Thường Quân, thì trong đó thì có quý Mạnh Thường Quân giấu tên ở Pháp có gửi về số tiền cho Thi Lê để Thi Lê có thể mà cứu bé mang về mấy ấm nè cả nhà. 8 triệu nha cả nhà, dễ thương. Bé tên là Kem, đâu lấy đồ của Kem ơi Bun. Chủ nói là đúng cái thối mới ăn kìa, đồ của Kem kìa. Hồi nãy Kem có cái gì nữa mà đúng không? Đó thấy chưa? Đó, con đổ đồ ăn hay lấy xích bỏ vô thối mới ăn. Nè. Chủ bỏ vô thối mới ăn, hiểu không? Giống như là ăn đúng nơi luôn á. Là ăn đúng nơi quy định á, đúng không Bun? Bởi vậy nãy con đút đâu ấy đâu nè, thấy cái thối thì mừng không? Dễ thương không Bun? Kem ơi, Kem. Hạt kia kìa, hạt Granado quá. Hạt màu đen á. Rồi bỏ vô bịch lại đi Bun. Còn khớp mỏ luôn thấy không, đầy đủ không? 40 mấy gần 50 ký. Thôi đừng ấy em tay. Kìa Bun, nó đi. Chắc khát nước quá. Đâu đút qua ăn không? Hạt nhỏ quá.
ăn cắn nhỏ nhỏ mới ăn nha, chứ không ham ăn bự đâu. Này cao hơn 1m1 luôn á.